Chào bà con nông dân và các bạn, bây giờ là khung thời gian dành cho chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Rất vui được đồng hành cùng bà con trong mỗi chương trình để khám phá những bước chuyển mình của nông nghiệp tỉnh nhà, tìm hiểu những phương pháp sản xuất hiệu quả, những cách làm hay của nông dân cả nước. Trong chương trình hôm nay, mời bà con và các bạn hãy cùng tìm hiểu hiệu quả của mô hình liên kết trồng dâu nuôi tằm đang được triển khai tại huyện Lâm Hà. Vâng, trước khi đến với nội dung đó, chúng ta cùng điểm qua một số thông tin nông nghiệp khác sẽ có trong 365 ngày chuyển động hôm nay. Thưa bà con nông dân, chuyển đổi cơ cấu canh tác hợp lý là chìa khóa để ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập. Thấy được điều đó, thay vì độc canh cây cà phê, nhà nông Nguyễn Văn Minh ở xã Tân Hà, huyện Lâm Hà đã chuyển sang trồng cà chua ngoài trời. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ càng và đầu tư theo hướng công nghệ cao, mô hình này đã mang lại thu nhập tăng gấp nhiều lần so với trước. Mời bà con hãy cùng tham khảo cách làm và hiệu quả thực tế qua ghi nhận sau. Cũng như nhiều nông hộ ở xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, gia đình anh Nguyễn Văn Minh với thu nhập chính dựa vào cây cà phê Robusta từ nhiều năm nay. Với mong muốn đa dạng cơ cấu sản xuất, nâng cao thu nhập trên mỗi đơn vị canh tác, anh Minh đã quyết định chuyển 8 sào đất cà phê sang trồng các loại nông sản ngắn ngày, chủ yếu là cây cà chua. Do là chân đất mới, nên trước khi xuống giống, anh Minh đã tập trung xử lý đất trồng nhằm hạn chế nấm bệnh tồn dư. Cùng với đó áp dụng quy trình canh tác theo hướng công nghệ cao, tương đối bài bản, nhất là trong những tháng thời tiết có mưa chiều như những tuần gần đây. Nông dân thường xuyên thăm vườn để kịp thời có giải pháp quản lý các loại sâu bệnh hại khoa học, không để đọng nước rất dễ ảnh hưởng đến bộ rễ của cây cà chua. Với giải pháp chăm sóc cây trồng khoa học, sau khoảng 65 ngày đầu tư, cây cà chua chính thức bước vào giai đoạn kinh doanh, kéo dài trong vòng 4 tháng. Với năng suất đạt bình quân trên 2 kg một cây, chất lượng đảm bảo chính là cơ sở để gia đình nhà nông Nguyễn Văn Minh có thu nhập trên 100 triệu đồng một sào một năm, tăng gấp nhiều lần so với trước đây. Thưa bà con, còn đây là vườn mắc ca đăng ký kinh doanh ở xã Hòa Trung, huyện Di Linh. Vùng đất này vốn chuyên canh cà phê. Để phá thế độc canh thì một số nông hộ nơi đây đã chuyển sang trồng thuần hoặc là trồng sen mắc ca trong vườn. Cùng với đó, bà con đã ưu tiên sản xuất theo hướng hữu cơ, đẩy mạnh liên kết để có đầu ra ổn định. Hiệu quả được thể hiện qua mô hình liên kết do nhà nông Lưu Quốc Chính đảm trách. Là một trong những người đầu tiên trồng mắc ca ở xã Hòa Trung, huyện Di Linh, nhà nông Lưu Quốc Chính đã nếm trải nhiều giai đoạn thăng trầm của loại cây lâm nghiệp đa mục đích này. Để ổn định sản xuất, bên cạnh việc tập trung phát triển 5 hectare mắc ca, trong đó có một nửa diện tích được trồng xen các loại cây ăn trái. Anh Chính còn thành lập công ty Mắc Ca Việt để thuận tiện trong việc liên kết với bà con nông dân địa phương trồng mắc ca theo quy trình hữu cơ. Trong đó, bên cạnh quy trình chăm sóc cây trồng khoa học, các nông hộ liên kết còn được công ty Mắc Ca Việt hỗ trợ kỹ thuật, khuyến khích tăng cường sử dụng các loại phân bón hữu cơ nhằm tạo độ bền cho đất và cho cây, cung cấp nhiều thông tin liên quan để bà con có kế hoạch sản xuất hợp lý. Với hướng làm ăn đôi bên cùng có lợi như thế, hơn 90 hectare mắc ca của 12 nông hộ liên kết phát triển tốt, năng suất ổn định, 15 kg một cây một năm. Trung bình mỗi năm, khoảng 150 tấn mắc ca tươi của các nông hộ liên kết được doanh nghiệp bao tiêu với giá thu mua cao hơn 10% so với giá thị trường. Trong bối cảnh giá nhiều loại vật tư đầu vào, nhất là các loại phân bón tăng cao, Mắc Ca Việt đang lên kế hoạch sản xuất phân bón hữu cơ từ những loại phế phẩm nông nghiệp sẵn có ở địa phương để cung cấp cho bà con nông dân địa phương. Đây là hướng phát triển bền vững đang được ngành nông nghiệp khuyến khích. Chuyển sang thông tin đang được bà con nông dân quan tâm trong thời gian gần đây, đó là bảo hiểm nông sản. Do tình trạng biến đổi khí hậu nên các loại sâu dịch bệnh gây hại trên cây trồng vật nuôi diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản. Với một địa phương mà kinh tế nông nghiệp đóng một vai trò quan trọng như tỉnh Lâm Đồng thì điều đó là rất đáng lo ngại, đúng không Thanh Hải? Đúng như vậy đó Xuân Long. Và để giúp cho nông dân yên tâm đầu tư, nâng cao chất lượng nông sản thì tỉnh Lâm Đồng đã triển khai bảo hiểm nông nghiệp trên một số loại cây trồng vật nuôi chủ lực ở địa phương. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58 năm 2018 về bảo hiểm nông nghiệp, bao gồm các quy định về bảo hiểm nông nghiệp và chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp nhằm khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm, thực hiện bảo hiểm nông nghiệp và tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân sản xuất trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại về tài chính do các rủi ro xảy ra trong quá trình sản xuất. Thực hiện nghị định này, tỉnh Lâm Đồng cũng có những chính sách cụ thể hướng dẫn ưu đãi đến từng đối tượng nông dân, doanh nghiệp đang thực sự mong chờ những lợi ích thiết thực từ chính sách này. Theo đó, Lâm Đồng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cây cà phê, điều và chăn nuôi trâu bò.
trong đó hỗ trợ phí bảo hiểm sản xuất cây cà phê tại 103 xã thị trấn và 9 huyện trên địa bàn tỉnh, cây điều tại 33 xã thị trấn thuộc 6 huyện của tỉnh, hỗ trợ phí bảo hiểm chăn nuôi bò tại 97 xã thị trấn và 8 huyện, chăn nuôi trâu tại 70 xã thị trấn thuộc 8 huyện trong tỉnh. Được biết, rủi ro được bảo hiểm hỗ trợ bao gồm rủi ro thiên tai, rủi ro dịch bệnh cũng được quy định cụ thể các loại rủi ro tại Nghị định số 58 năm 2018 về bảo hiểm nông nghiệp của Chính phủ. Để bảo hiểm nông nghiệp thực sự mang lại lợi ích và đồng hành cùng sự phát triển của nông nghiệp địa phương, Lâm Đồng có nhiều giải pháp để triển khai đồng bộ, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các bên tham gia. Hiệu quả từ mô hình sản xuất lúa chất lượng cao ở tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp nối chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Thưa bà con, với mục tiêu phát triển nông nghiệp an toàn theo chuỗi liên kết, góp phần nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích sản xuất, Trung tâm Khuyến Nông Khuyến Ngư tỉnh Quảng Bình đã xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao Hương Bình theo hướng hữu cơ, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu lúa vụ đông xuân. Với những giải pháp triển khai khoa học, mô hình này đã mang lại kết quả khả quan, năng suất đạt từ 75 đến 78 tạ một hecta, mang về thu nhập hàng chục triệu đồng trên một hecta. Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao Hương Bình được Trung tâm Khuyến Nông Khuyến Ngư tỉnh Quảng Bình hỗ trợ triển khai trên diện tích 65 hecta tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy. Các nông hộ tham gia là những xã viên hợp tác xã Mỹ Lộc Hạ, sản xuất theo hướng hữu cơ gắn với liên kết chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Khi tham gia mô hình, bà con được hỗ trợ 50% giống, 30% phân bón, có cán bộ kỹ thuật trực tiếp theo dõi, hướng dẫn quá trình gieo trồng, chăm sóc, đảm bảo đúng quy trình. Sản xuất theo hướng hữu cơ mang lại sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường và sức khỏe của người sản xuất. Hiện các hộ tham gia mô hình đang tích cực thu hoạch lúa với năng suất đạt từ 75 đến 78 tạ một hecta. Theo tính toán, một hecta lúa Hương Bình sản xuất theo hướng hữu cơ sau khi trừ đi chi phí và công lao động cho lại gần 30 triệu đồng một hecta, cao hơn so với sản xuất đại trà từ 12 đến 15%. Cùng với việc đổi mới trong tư duy làm nông thì vấn đề kết nối để ổn định thị trường tiêu thụ cũng được quan tâm. Hiện đã bước vào tháng 6, một số nông sản chuẩn bị vào chính vụ thu hoạch với sản lượng lớn. Để bảo đảm đầu ra thuận lợi, các bộ ngành cùng với các địa phương đang lên phương án đẩy mạnh tiêu thụ trong nước và xuất khẩu nhằm tránh tình trạng được mùa mất giá. Đặc biệt, với dự báo thị trường xuất khẩu năm nay không thuận lợi như mọi năm, thị trường trong nước chính là kênh tiêu thụ hiệu quả nhất cho các loại nông sản có tính chất mùa vụ. Hợp tác xã Lục Ngạn Xanh Bắc Giang đang kỳ vọng vụ vải thiều năm nay sẽ tiêu thụ được hơn 400 tấn tại thị trường trong nước. Qua nhiều mùa vụ sản xuất, thị trường trong nước vẫn là kênh tiêu thụ chủ yếu và an toàn nhất đối với nông dân Bắc Giang. Đến thời điểm này, các kênh phân phối, các nhà bán lẻ lớn ở khu vực phía Bắc cũng đã có cam kết tiêu thụ nông sản mùa vụ với các địa phương. Các địa phương cũng đã kết nối hỗ trợ nông dân tìm kiếm thị trường, đặc biệt là tại các tỉnh thành phố có sức mua lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng. Thị trường trong nước vẫn là thị trường tiêu thụ quan trọng đối với các sản phẩm nông nghiệp, một mặt giảm áp lực cho hoạt động xuất khẩu, nhất là trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động. Mặt khác, bình ổn thị trường trong nước cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu giúp người tiêu dùng trong nước được tiêu thụ các sản phẩm đúng vụ có chất lượng cao. Cũng liên quan đến các giải pháp tiêu thụ nông sản, như bà con cũng đã biết, hiện nay bên cạnh những hình thức tiêu thụ qua các chợ đầu mối, các siêu thị hay là các chợ truyền thống, thì xúc tiến thương mại thúc đẩy tiêu thụ nông sản qua các sàn thương mại điện tử đang là một xu hướng mang lại nhiều kết quả khả quan, và đây là một điều rất là phổ biến trong giai đoạn công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Hoạt động này vừa góp phần tiêu thụ nông sản vào vụ thu hoạch trước mắt, vừa hỗ trợ các địa phương khai thác kênh phân phối mới, có cơ hội tiếp cận với số lượng lớn người tiêu dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hiện, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Việt Bắc tỉnh Tuyên Quang đang canh tác khoảng 50 hectare chanh. Vào vụ, quả chanh tươi chủ yếu được tiêu thụ tại các chợ đầu mối khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, điệp khúc được mùa mất giá đã làm cho quả chanh của bà con khó tìm đầu ra. Vì vậy, những buổi tập huấn cho nông dân livestream bằng công nghệ số để tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng TikTok trên các sàn thương mại điện tử như thế này đã mang lại hiệu quả bất ngờ. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, những hoạt động như thế này sẽ hỗ trợ mở rộng thị trường, đặc biệt là mở ra một phương thức bán hàng mới hiện đại và bền vững, tránh phụ thuộc vào thương lái cũng như ung ứ nông sản khi vào cao điểm mùa thu hoạch. Tuy nhiên, về dài hạn, để tiêu thụ hết nông sản cho bà con vẫn phải giải quyết từ gốc của vấn đề, nghĩa là sản xuất nông nghiệp phải có quy hoạch và theo nhu cầu của thị trường. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các bộ ngành liên quan và địa phương định hướng sản xuất nông nghiệp theo cách thức này. Thưa
bà con nông dân để nghề trồng dâu nuôi tằm phát triển bền vững, một trong những giải pháp đang được ngành nông nghiệp Lâm Đồng ưu tiên đẩy mạnh đó là tăng cường liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp. Thông qua đó thì nông dân có đầu ra ổn định, doanh nghiệp thì có nguyên liệu đầu vào chất lượng để sản xuất. Hiệu quả thực tế sẽ được thể hiện qua mô hình liên kết trồng dâu nuôi tằm ở huyện Lâm Hà, một trong những khu vực trồng dâu nuôi tằm chủ lực của tỉnh Lâm Đồng hiện nay. Gia đình nhà nông Nguyễn Văn Khởi ở xã Gia Lâm có khoảng 1,6 hectare đất. Để tạo thế chân kiện trong sản xuất nông nghiệp, bên cạnh cà phê, ông Khởi còn trồng gần 5 sào dâu tằm siêu lá theo quy trình hữu cơ để nuôi khoảng 5 hộp tằm một tháng. Nhờ kỹ thuật đảm bảo nên mỗi năm gia đình ông Khởi nuôi khoảng 8 lứa tằm. Sản lượng kén tằm mỗi năm lên đến trên 2.000 kg. Ông Khởi đã liên kết với một doanh nghiệp ở địa phương để kịp thời cập nhật nhiều quy trình sản xuất tiên tiến và ổn định đầu ra. Liên kết doanh nghiệp thì bây giờ mình cần cái gì thì bên doanh nghiệp, bên công ty giúp đỡ, chỉ biết là thuốc mà xịt hoặc phân bón. Còn như nhà đây thì nhà mình thì mình không ấy, thì mình cứ tự ấy mình làm, thì nói chung là mình theo cái kinh nghiệm của mình thì mình làm, thì đến nếu mà ấy thì mình ra thừa bệnh thì mình ra ngoài cái ấy mình mua thuốc và mình xịt thôi. Chứ không cũng nói chung là mua giá cả thì bên thu mua cũng hợp lý. Giá lên thì họ mua lên, mà kén đẹp thì họ mua đẹp. Nhà nông Nguyễn Văn Khởi là một trong số gần 180 nông dân ở ba huyện Lâm Hà, Đức Trọng và Di Linh tham gia dự án phát triển liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm kén tằm do công ty trách nhiệm hữu hạn Tơ Lụa Hu Long Lâm Đồng ở huyện Lâm Hà chủ trì. Mục tiêu của mô hình liên kết này là đến năm 2024, các nông hộ nói trên sẽ phối hợp cùng với công ty trồng khoảng 58 hectare dâu, nuôi 3.110 hộp tằm một năm, với sản lượng kén đạt khoảng 124 tấn một năm. Đến năm 2025, doanh nghiệp sẽ mở rộng liên kết với khoảng 210 hộ trồng dâu nuôi tằm của ba huyện Lâm Hà, Đức Trọng và Di Linh, với diện tích khoảng 65 hectare dâu, nuôi khoảng 3.560 hộp tằm một năm, sản lượng khoảng 142 tấn kén một năm. Trong cái dự án liên kết chuỗi thì công ty phát cái tằm con cho các hộ nông dân nhằm kiểm soát được cái nguồn giống tằm, đảm bảo chất lượng cho cái chất lượng kén tốt để nâng cao được cái khả năng sản xuất được những cái tơ có chất lượng cao, đáp ứng được cái nhu cầu của trong nước và thế giới. Tham gia hình thức liên kết, đôi bên cùng có lợi này, ngoài việc hỗ trợ nông dân thông tin thị trường để bà con có hướng đầu tư hợp lý, doanh nghiệp còn thu mua toàn bộ lượng kén đã được ký kết. Cũng thông qua đó, kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm được chuyển giao, giúp nông dân hạn chế tình trạng dịch bệnh gây hại con tằm và tuyến trùng trên cây dâu. Nhiều giống dâu siêu lá phù hợp với điều kiện canh tác ở địa phương cũng được doanh nghiệp khuyến cáo, nhằm giúp nông dân xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng để nuôi tằm. Ngành sản xuất dâu tằm của tỉnh là phát triển theo cái chiều hướng tốt và khá ổn định. Thì trong cái thời gian tới thì để phát triển thì đối với ngành chăn nuôi tằm là tiếp tục phát triển theo cái đề án phát triển bền vững ngành dâu tằm đã được Ủy ban tỉnh phê duyệt tại cái quyết định 1371, định hướng là tiếp tục mở rộng những cái diện tích trồng dâu ở những cái vùng đất mà sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả, hướng tới là làm sao đó để mà nhập khẩu được chính ngạch về cái giống tằm và tăng cường trong cái công tác nghiên cứu sản xuất trứng giống tằm để hướng đến là chủ động trong cái sản xuất trứng giống, hạn chế cái lệ thuộc như hiện nay. Những năm gần đây, giá kén tằm trên thị trường tiếp tục ổn định ở mức cao đã khuyến khích nhiều nông hộ trong tỉnh chuyển sang trồng dâu nuôi tằm. Và hình thức liên kết nói trên chính là cơ sở để bà con có kế hoạch phát triển nghề tằm tang ở các địa phương bền vững. Hiệu quả từ mô hình liên kết sản xuất vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng tại đây. Bà con và các bạn quan tâm đóng góp chia sẻ thông tin vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglantv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số máy quen thuộc 02633829930. Còn bây giờ thì Xuân Long và Thanh Hải xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong các chương trình sau.